Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Ok, thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con iWin anh em ơi. Đấy, thì hôm nay mình lại tiếp tục vác 100k vào bắt quay thú cho anh em cùng xem nhá. Rồi, thì hôm nay vốn 1 lít thì trước khi vào quay thú thì mình vẫn lật poker trên dưới lên vài lít rồi mình vào mình bắt quay thú cho anh em cùng xem nhá. Để xem hôm nay vốn 1 lít thì mình sẽ chơi con quay thú lên được bao nhiêu. Thì mời anh em đón xem hết cuối clip để xem kết quả anh em nhé. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, bây giờ mình sẽ lật con poker chút đã anh em nhé. Lên 606 rồi. Đấy, anh em nào mà chưa trải nghiệm với con iWin này thì link mình đã để dưới phần bình luận với là mô tả nhé. Anh em chỉ cần tải về gửi ID qua Zalo cho mình. Số Zalo mình để trong mô tả đấy. Mình sẽ tặng anh em code với lại khuyến mãi. Và đặc biệt nữa mình sẽ đưa anh em về bờ nhé anh em. Đấy, mỗi người mình sẽ đưa tầm 1 đến 2 lần. Đấy, đảm bảo uy tín 100% về bờ thành công anh em ạ. Đấy, mình sẽ đưa anh em về bờ free anh em nhá, miễn phí luôn anh em ạ. Đấy, mình chỉ giúp anh em thôi, mỗi người 1 đến 2 lần thôi nhá. Rồi, bây giờ lên 777 rồi. Thì con số rất là đẹp anh em ạ. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vào con quay thú nhá anh em. Đây, mình sẽ bắt quay thú cho anh em cùng xem nhá. Rồi anh em đang xem mình nhớ cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh và đừng quên comment Momo bên dưới phần bình luận để mình quay random phát lọc cho anh em hàng ngày nhá. Rồi anh em, để mình xem là ok. Cầu này nó ra gấu trúc anh em. Gấu trúc thì để mình xem cầu. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đây, một chim hai chim ra quay thú, nó đang đi cầu 1122 anh em nhá. Đấy, 1122 thì bây giờ mình sẽ bắt 1-1 tiếp anh em nhá. Nó đi 1-1 này, 2 này. Bây giờ mình sẽ bắt 1-1 tiếp nhá. Rồi mình sẽ đi 3 con chim anh em nhá. Mình sẽ tắt tay 3 con chim nhá. Mình sẽ bỏ x12 anh em ạ. Mình bắt x6 với là 2 con x8 nhá. Ui, mẹ x6 mẻ rồi. Ra x8 mình ngon mẻ rồi anh em ạ. Cay nhá. Nhưng mà không sao anh em ạ. Đấy, 770 lên 1-4 là x2 vốn anh em nhá. Đấy, x2 số vốn nhá. Rồi, phát đầu tiên x2 là cũng ngon lắm rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ bắt đến lượt cầu 22 nhá. Bây giờ mình sẽ đi theo cầu 22 tiếp anh em. Đấy. Đấy, 212 chứ đúng không? Đấy, hai chim ấy, một thú này. Bây giờ mình sẽ bắt hai chim tiếp nhá. Chắc chắn sẽ về phát chim lần này anh em này. Đấy, chắc chắn sẽ về phát chim. Ui đi, mẹ lại én tiếp à. Cay nhờ. Hai phát về x6 luôn anh em ạ. Đấy, thì mỗi anh em tại thì mình sẽ giúp anh em mỗi người 1 đến 2 lần về bờ nhá. Để anh em nào mà đang xa đảo với lại đang khó khăn thì cứ inbox mình sẽ giúp đỡ anh em nhá. Đấy, giúp đỡ miễn phí luôn anh em. Đấy, ngày xưa thì con iWin ngày xưa mình cũng đưa rất là nhiều, cực nhiều, đếm không nổi nữa anh em ạ. Đấy, ngày xưa là mỗi hôm mình đưa tầm chục anh em về bờ. Còn bây giờ thì công việc cũng nhiều thì mình được tầm 2 đến 3 người về bờ thôi anh em ạ. Rồi phát này về chim tiếp rồi, bay anh em ạ. Bay bất bà một cụ anh em nhá. Còn một cụ 8 thì mình sẽ tiếp tục bắt anh em. Đấy, thì cầu quay thú này thì nó sẽ đi theo cầu theo kiểu đây, bây giờ mình sẽ bắt lại thú cho anh em xem này. Đấy, nó sẽ đi theo kiểu bố láo ăn cắp anh em. Bà nói chứ, vừa ra hai con chim xong rồi nó lại bị ba con chim. Nãy mình tưởng là nó đi 2-1-2-1 nhưng mà nó không phải anh em ạ. Rồi, không sao anh em nhá. Ván này vẫn là x6 610k này. X6 nhá. Anh em nhớ chia vốn chia cho đều nhá anh em. Anh em chia ba con cho đều nhá, hoặc là anh em rồi bây giờ mình sẽ ra vào lại phát anh em nhá. 3.5 rồi. Bây giờ mình sẽ ra vào mình cho nó đổi cầu phát cho anh em. Đấy, lâu lâu anh em phải ra vào lại cho nó đổi cầu hoặc là cho nó ra cái cầu đó đi rồi anh em vào lại nhá. Vào lại anh em cầu khác anh em cũng chơi mà cầu cũ anh em cũng chơi nhá. Có khi thì nó vẫn nằm cầu cũ, có khi nó sẽ thay đổi cầu mới anh em nhá. Rồi bây giờ thì nó ra đại bàng anh em. Bây giờ nó bịt 1 chim, 2 chim, 3 chim, 4 chim, 5 chim, 6 chim rồi. 6 chim rồi, phát này mình sẽ bẻ thú nhá. 6 chim mình sẽ bẻ thú phát này, ăn chắc chắn luôn anh em này. Không ăn mình nằm cho anh em cắt chim luôn, thật sự luôn mà nói anh em ạ. Đẳng cấp của mình bắt con thú này mà không về nữa thì thôi luôn. Đấy, 6 chim chắc chắn về con thú phát này. Đấy, về khỉ đi. Gấu trúc à. Ui, vào phát toàn anh em nhỉ. Vào phát toàn ăn 3 phát luôn. Ok, 1 củ 2 anh em nhá. 1 củ 2 x8 thì lên được tầm 10 củ à. 9 củ 3 anh em. Rồi thì bây giờ chắc mình chơi tầm một tay này nữa mình nghỉ anh em này. Mình chơi một tay này nữa này. Chơi một tay này phát nữa này. Ăn phát này mình nghỉ này. Ăn phát này mình nghỉ. Không, mình chơi phát nữa anh em nhá.
Để mình xem đã anh em ạ. Đấy, phát này mà ra không ra mình sẽ chơi một phát nữa anh em ạ. Không ra mình sẽ chơi một phát nữa mình nghĩ nhá. Đúng luôn vì con thỏ anh em ạ. Rồi bây giờ mình chơi phát cuối cùng mình nghỉ anh em nhá. Ui mẹ, vừa vừa mình quay lại màn hình anh em ạ. Cái điện thoại đấy, điện thoại nó quay màn hình đấy anh em. Rồi bây giờ thì vừa rồi vì con thỏ thì bây giờ mình sẽ bắt một phát cuối rồi mình nghỉ nhá. Để mình xem nào. Nếu mà không ra thì chơi tiếp anh em. Mẹ nó chứ. Ra thì chơi tiếp, mà không ra cũng chơi tiếp anh em ạ. Chơi một hai tay gì nữa mình nghỉ nhá. Đấy, hôm nay vốn 1 lít thì chốt như thế này cũng được rồi. Đây rồi, một cụ chim cong này x8 này. Ok chưa, ăn tiếp 8 cụ chơi phát nữa anh em nhá. Bây giờ mình chơi một phát cuối cùng mình nghỉ này, 12 cụ rồi. Bây giờ mình ăn một phát tầm 3 cụ nữa lên 15 cụ mình nghỉ nhá. Không tham anh em ạ. Phát này mình không thích tấp tay anh em ạ, mình chỉ thích chơi nhẹ nhàng lên đủ 15 cụ mình nghỉ thôi, không tham anh em ạ. Đôi khi chắc chắn cầu nhưng mà mình tham nó lại bịp mất anh em nhá. Đấy, anh em chơi cẩn thận anh em ạ. Không phải phát nào cũng tấp tay được, không phải phát nào cũng chơi liều được anh em nhá, không liều với mấy con này đâu. Rồi ăn tiếp chim cong 450k này, ok chưa? X8 này. Ok chưa? Lên 15 cụ không? Để mình xem nào. Ok, lên 14 triệu 500. Thôi mình cũng nghỉ nha anh em ơi. Vốn 100k chốt thế này là cũng ok rồi. Bây giờ thì bye bye, hẹp lại anh em vào những clip tiếp theo nhá.